có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Là tài ảnh điện tử vô cùng nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, giành được hàng ta những giải thưởng điện ảnh danh giá, tham gia vào hàng loạt những bộ phim ăn khách được sản xuất bởi những đạo diễn vô cùng tài năng như Mel Gibson, Martin Scorsese hay David Fincher. Thế nhưng hầu hết khán giả chỉ nhớ tới Andrew với hình tượng nhện nhọ trong The Amazing Spider-Man. Thậm chí nhiều người còn tưởng Peter Parker mới là tên thật của anh. Chính vì thế, ngày hôm nay The Review sẽ giúp con lươn nước anh này thoát khỏi cái bóng của người nhện siêu đẳng. Tôi là Lele và chào mừng các bạn đã đến với những sự thật ngẫu nhiên về Andrew Garfield. Nhưng theo bảng chữ cái, đầu tiên là chữ A. Chữ A đại diện cho Andrew Russell Garfield, cũng chính là cái tên đầy đủ của anh chàng này. Thực ra thì Garfield không phải họ gốc của gia đình anh, mà đó là Garfinkel. Cơ mà cái này tôi sẽ nói rõ ở phần sau. Bơ 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 bơ. Chữ B gần với hai bộ phim nổi tiếng ít người biết đến của Andrew, đó là Boy A năm 2007 và Breathe năm 2017. Boy A là bộ phim điện ảnh dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jonathan Trigo, ra mắt năm 2007. Trong phim, Andrew vào vai của Jack Burridge, một thanh niên vừa mới ra tù với tội danh giết người 14 năm về trước. Sau một khoảng thời gian dài bóc lịch, Jack thực sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới, có công việc ổn định, tình duyên viên mãn. Thế nhưng chính cái quá khứ đen tối của anh đã phá hỏng tất cả. Màn hóa thân đầy xuất sắc này của Andrew đã đem về cho anh giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải BAFTA và top 10 những diễn viên đáng xem nhất năm 2007 do tạp chí Variety bình chọn. Trái ngược với tên tội phạm trong Boy A, Andrew trong Breathe lại là một luật sư. Bộ phim được lấy cảm hứng trực tiếp từ một nhân vật có thật tên là Robin Cavendish, một bệnh nhân bại liệt nhưng sống vô cùng lạc quan, thậm chí là còn lạc quan hơn cả những người tin MU sẽ vô địch năm nay. Nhưng chính nhờ nghị lực phi thường ấy cộng thêm tình yêu thương của vợ con, Robin đã vượt qua những khó khăn của bệnh tật. Không những thế, ông còn giúp những người có hoàn cảnh giống mình có một cuộc sống tươi sáng hơn. Để diễn chân thực nhất có thể, Andrew đã tập rất nhiều bài tập vô cùng khắc nghiệt như ngồi, nằm, lại ngồi, vừa ngồi vừa nói, vừa nằm vừa nói. Nói chung là đóng phim cũng nhàn ấy mà. Cờ cung hoàng đạo. Andrew ra đời vào 8:40 tối ngày 20 tháng 8 năm 1983. Cung mặt trời của anh là Simba, cung mọc là Song Ngư và cung mặt trăng là Lê Bảo Bình. Tôi thì tôi không phải chuyên gia về cung hoàng đạo, nhưng nếu bạn tò mò về tính cách của Andrew thông qua các cung lá số thì đừng hỏi tôi, vì như tôi đã nói đấy, tôi không phải chuyên gia. The Doctor Who. Doctor Who là một series phim truyền hình khoa học viễn tưởng của Vương quốc Anh do đài BBC sản xuất. Mỗi tội phim này Andrew không phải diễn viên chính vì anh chỉ xuất hiện mỗi 2 tập. Tuy nhiên, đối với một diễn viên trẻ mới vào nghề thì đây là một cơ hội quá hời để được biết đến rộng rãi hơn. Emma Stone. Nói về Andrew Garfield mà không nói về Emma đá thì quá là một thiếu sót chứ. Bén duyên qua The Amazing Spider-Man, Andrew và Emma nhanh chóng trở thành những từ khóa hot hit nhất internet nhờ vào những phản ứng hóa học quá ư là tình tứ trên màn ảnh. Đã thế ngoài đời cũng yêu nhau say đắm cơ. Cả hai dính nhau đến nỗi nếu bạn bắt gặp Andrew ngoài đường thì kiểu gì cũng có Emma đá đi bên cạnh. Trước công chúng, cả hai cũng không ngần ngại bón cơm chó cho tất cả mọi người. Thậm chí đã từng có tin đồn rằng cả hai đã đính hôn, chuẩn bị làm đám cưới các thứ. Thế nhưng đời đâu có như mơ. Sau gần 4 năm yêu nhau, cả hai quyết định chia tay cho mình yên. Cũng chẳng phải do dương vật khắc tử cung hay là tứ hành xung có vấn đề, chỉ đơn giản là do cả hai quá bận rộn với công việc và không thể ở cạnh nhau nhiều như trước. Dù đã chia tay và Emma này đã có chồng, nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau những lời đẹp đẽ. Chính bản thân Emma cũng nhiều lần khẳng định Andrew luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô. Xét về khía cạnh của phim ảnh thì trong 4 bóng hồng của người nhện, tính cả Gwen Stacy trong Người Nhện Moi, Gwen Stacy nguyên của Emma đã vẫn cứ là xinh nhất và đỉnh nhất. Còn các bạn có ý kiến khác thì kệ công mệnh các bạn. Emma của tôi 10 điểm. F Facebook. Không, tôi đang không nói đến nick Facebook của Andrew, vì thanh niên này còn đéo bao giờ tương tác trên mạng xã hội. Cái mà tôi đang nói tới chính là bộ phim đình đám đã cuộm đi hàng loạt các giải thưởng danh giá tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 68 và Oscar lần thứ 83, The Social Network. Bộ phim kể về sự hình thành của mạng xã hội Facebook với sự tham gia diễn xuất của Jesse Eisenberg trong vai anh Mark Swan, Andrew Garfield trong vai đồng sáng lập Edward Severin và ca sĩ vô danh nhiều người biết đến Justin Timberlake. Thực ra lúc casting, Andrew đã nhắm tới vai diễn Mark Zuckerberg, thế nhưng đạo diễn của bộ phim, ông David Fincher lại cho rằng Andrew hợp với một vai diễn góc cạnh và cảm xúc như Edward Severin hơn. Và quả thật, diễn xuất của Andrew đã không làm khán giả phải thất vọng khi thu về hàng ta những đề cử cho giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ấy thế cơ mà chính phủ lại chẳng mặn mà với bộ phim này lắm, không phải do kịch bản hay là đạo diễn, cũng chẳng phải tại Uchiha hay MCK, là do Andrew tự cảm thấy mình diễn như bỉu. Thôi thôi ông tắt mẹ Evan đi.
G. Bạn nghĩ từ khóa là Gwen Stacy á? Không, đó là gầy. Có hai điều vô cùng bí ẩn và khó định nghĩa nhất trên trái đất này. Một là mùa ghé của Trung Quân, và thứ hai là giới tính thật của Andrew Garfield. Thanh niên này tự nhận mình là gay, nhưng không thích quan hệ đồng tính. Đôi lúc anh lại khẳng định mình thẳng, thẳng như kết thước dẻo. Trên thực tế, Andrew từng bày tỏ tình cảm và hôn rất nhiều người đồng giới. Rất nhiều trong số đó là người nổi tiếng, ví dụ như Deadpool Ryan Reynolds, người dẫn chương trình Stephen Colbert, bạn diễn Jesse Eisenberg, vân vân và tùng vân. Chả có nhẽ chia tay Emma xong xúc quá hóa cong à? Thôi thì cứ coi như là giới tính linh hoạt vậy. Hừ, Hacksaw Ridge lại là một bộ phim tiểu sử nữa của Andrew tham gia. Và tất nhiên, lần này anh tiếp tục gây tiếng vang lớn với vai diễn Desmond Doss, dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử, một người lính đặc biệt nhất từng được sinh ra. Khi anh tham gia vào Thế chiến thứ hai với không một vũ khí trên tay, không giết bất kỳ ai, nhưng bù lại là gần 100 mạng người được anh cứu sống. Chiến tích kỳ diệu này đã giúp Desmond nhận được huy chương danh dự quý giá của quân đội Hoa Kỳ, và Andrew Garfield, người tái hiện lại chiến tích ấy, vinh dự nhận đề cử cho danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất. Thành công này đã kéo Andrew ra khỏi cái bóng người nhện siêu đẳng đã dai dẳng bám theo anh suốt nhiều năm liền. Y tưởng như nào? I heard about it and I did see it and it's a Photoshop. Hóa ra cũng họ lươn tên lẹo, xứng đáng một tượng Oscar nữa đấy anh già ạ. Gì, job đầu tiên, trông Andrew khá giống một diễn viên được đào tạo từ nhỏ. Nhưng thực ra là anh gia nhập vào ngành phim khá muộn, trước đó anh trải qua khá nhiều nghề. Và công việc đầu tiên chính là nhân viên Starbucks tại London, Vương quốc Anh, lợn, ca. Không, tôi biết là không nên đùa nhiều, nhưng mà tôi xin phép để tạm vài cái meme ở đây, để thay lời muốn nói. L, Lions for Lamb, aka bộ phim đầu tay của Andrew Garfield, được đạo diễn bởi nam diễn viên nổi tiếng Robert Redford. Dù là phim đầu tiên, nhưng Andrew lại có vinh dự to lớn khi được đóng chung với toàn những diễn viên nổi tiếng như Tom Cruise hay anh chàng lắm mồm Michael Peña. Mọi tội là phim không thành công cho lắm. Tiếp theo là tới chữ M, Mixed Blood, tức là con lai nhiều dòng máu. Andrew sinh ra trong một gia đình có bố là người Mỹ gốc Do Thái và mẹ là người Anh. Tuy sinh ra ở LA, nhưng anh lại lớn lên tại Surrey, một hạt nằm ở phía đông của nước Anh. Tuy nhiên khi được hỏi về quốc tịch, thanh niên này lại thừa nhận mình là người Do Thái. Nghe loạn đéo khác gì giới tính. Chữ P và S tôi cũng sẽ gộp chung lại, và hai chữ này tượng trưng cho Peter Parker và Spider-Man. Tất nhiên rồi, và diễn để đời mà. Thứ đã đưa cái tên Andrew Garfield lên bản đồ phim ảnh thế giới, độ phổ biến của phim và danh tiếng của nó mang lại cho anh lời đến nỗi nhiều người còn tưởng Peter Parker mới là tên thật. Để mà nhận xét về diễn xuất thì tôi chắc cũng không phải phân tích nhiều làm gì. Một câu thôi, cực kỳ xuất sắc. Còn bạn muốn thấy nó xuất sắc như nào thì hãy xem qua hai recap The Amazing Spider-Man của The Reviewer. Có một fun fact nhỏ nhỏ, đó là Andrew thực ra đã mê Spider-Man từ bé. Anh từng ước một ngày nào đó sẽ được đóng vai người nhện ngầu giống như tôi. Cơ mà giống thế đéo nào được, người ta có để người yêu chết điếu đâu mà giống. Tiếp theo là chữ Q và R, đại diện cho... Tôi cũng chả biết nhét keyword gì vào chữ này nữa. Ông nào biết thì điền hộ tôi dưới comment nhé. Còn bây giờ, hãy chuyển sang chữ T. Chữ T tình cờ đại diện cho rất nhiều bộ phim của Andrew Gacha như Tick Tick Boom, The Social Network, The Amazing Spider-Man, The Eyes of Tammy Faye hay The Other Bowling Girl. Trong số những bộ phim kể trên, Tick Tick Boom là một cái tên mới đáng chú ý nhất. Có vẻ như sau những thành công của Hacksaw Ridge hay Breathe, những nhà sản xuất phim nhận ra Andrew rất có tài năng trong việc cosplay lại cuộc đời của người khác. Và trong Tick Tick Boom, anh lại một lần nữa hóa thân vào một hình thái sống. Đó là Jonathan Larson, một nhà soạn nhạc tài ba nhưng gặp khủng hoảng ở tuổi 30 với quá nhiều bận tâm liên quan đến chuyện tình cảm, tình bạn và áp lực phải tạo ra một tác phẩm để đời trước khi quá già. Với cốt truyện độc đáo cộng thêm diễn xuất đỉnh cao của Andrew Gacha, tôi đánh giá đây là một bộ phim đáng xem. Vậy nên hãy xem ngay đi, vì chỉ vài ngày nữa thôi bọn tôi sẽ spoil hết. Tiếp theo là chữ U, đại diện cho U lời trời Andrew đóng phim hay vờ lờ. Vờ, ván trượt. Đây là một fact được chính Andrew thừa nhận. Anh là một skater cực khôi, thường xuyên xuất hiện ở những tụ điểm trượt ván công cộng tại London. Tiếp theo là W. X tượng trưng cho sao không có gì vui, chúng ta không lên sao. Anh dài cứ văn vở lừa khán giả thôi. Và đến đây thì bản chữ cái cũng đã gần hết. Chữ Y đại diện cho yêu các bạn viewer lắm, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn chữ Z đại diện cho vui lòng ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này hay ho nhá. Một lần nữa, tôi là Le Le. Xin chào và hẹn gặp lại.